vừa rồi em đang đi ngoài đường tự nhiên thấy hai vợ chồng cãi nhau. Em lao vào em can thì mới biết là ông chồng bị F0. Bà vợ truy vết kiểu gì F1 của chồng toàn là gái xinh rồi. Thế là nổi cơn ghen lôi đình ấy, là lao vào đánh chồng tới tấp. Em phải lao vào em can đấy. Can kiểu gì mà văng hết cả khẩu trang ra. Thế là đang yên đang lành em lại trở thành F1 ấy. Đang yên đang lành em lại trở thành F1. Còn gì nữa khổ đâu lắm mà khóc với sầu. Ui giời.